Hoa rời Hà Nội là xin chào anh em nhé. Hôm nay em lại tiếp tục review cho các bác xem cái mẫu đó là mẫu loa trung kín 12. Anh em thường hay gọi là loa trung kín ấy, loa trung, loa chuyên lời. Thì là cái mẫu loa này của nó, về cấu hình của nó thì là phi của nó là phi 80. Từ đơn phi 80, côn của nó là côn 25.5 4 lớp. Đó, và màng của nó chất liệu màng chấm phồng nhé các bác nhé, màng chấm phồng. Các anh nhìn rõ không? Màng này nó là màng chấm phồng. Đấy, từ của nó là từ phi 80, côn nó là côn 25.5. Về công suất của nhà sản xuất đưa ra cho mẫu loa này của nó là 80W. Trở kháng của nó 8 ôm. Đó là về 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 cấu hình cơ bản của nó. Thì còn về kích thước này thì em đo các bác. Kích thước phủ bì của cái loa trung kín này của nó, kích thước phủ bì loa trung kín 12 hay còn mình hay quen gọi là loa trung kín 12, kích thước phủ bì của nó là 14,5 phân. Đấy là phủ bì. Còn kích thước của hai hai cái lỗ chéo góc của nhau đó là 14 phân các anh nhé. Hai lỗ bắt vít chéo nhau là 14 phân, còn kích thước cả phủ bì của nó là 14,5 phân. Còn từ đơn của nó là từ đơn phi 80. Côn của nó là côn 25.5. Đấy, hàng của nó là hàng nhập Trung Quốc nhá. Hàng này nó là hàng nhập Trung Quốc. Loa cho ra chất âm rất hay, loa rất tốt, loa rất là tốt. Các bác muốn mua thì các bác liên hệ qua số điện thoại 0967450900 nhé. Anh em nào thợ hoặc là đại lý có nhập số lượng lớn thì liên hệ em để lấy giá nó tốt hơn. Giá hiện tại em đang bán lẻ của nó là 180.000 một đôi, đấy là giá bán lẻ. Còn nếu anh em nào thợ thì em có thể liên hệ lấy giá đại lý. Đó, các bác có thể xem qua, chất liệu màng rất là đẹp, màng chấm phồng từ của nó từ đơn như phi của nó phi 80 rất là to. Loa trung kín nhé, xung quanh kín hết, loa trung kín. Đó, cảm ơn các bác đã xem video nhé. Em còn rất nhiều các video review về tất cả các loại loa cũ loa rời. Các bác có thể bấm theo dõi để cập nhật những cái video mới nhất của em. Cảm ơn các bác nhé.